Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân công lao những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình xét hoàn tất thủ tục công nhận để các đối tượng được hưởng chế độ chính sách vẫn còn những bất cập, vướng mắc, trong đó có việc chứng nhận y khoa cho các đối tượng. Chất độc da cam, một loại chất độc hóa học không màu, không tan trong nước. Dioxin, chất độc mạnh nhất mà loài người biết được cho đến nay. Với liều lượng cỡ 1/1000 tỷ gram, dioxin có thể gây bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người. Còn với vài chục nanogram, dioxin có thể lập tức gây chết người. Chất độc da cam dioxin là cụm từ được dùng để nhấn mạnh độc tính của thứ chất độc hóa học này, thứ chất độc hóa học gây ra thảm họa chưa từng có trong lịch sử loài người. Từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành gần 20.000 vụ phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó chứa 366 kg dioxin xuống 1/4 tổng diện tích miền Nam Việt Nam. Có 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần. Với một khối lượng khổng lồ chất độc hóa học phun rải lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các hệ sinh thái bị đảo lộn. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, gây nên biết bao thảm cảnh mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải hứng chịu. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Chất độc da cam dioxin gây tổn thương đa dạng và phức tạp trên tất cả các bộ máy sinh lý của cơ thể, gây ung thư da, tổn thương da, gan, tuyến giáp, đái tháo đường, làm tổn thương hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh. Đặc biệt gây đột biến gen và nhiễm sắc thể, từ đó gây nên các dị tật bẩm sinh, các tai biến sinh sản. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3. Qua khảo sát tại một số địa phương, hậu quả chất độc da cam đã di nhiễm sang thế hệ thứ 4. Trong kháng chiến chống Mỹ, Cao Bằng là tỉnh hậu phương chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính từ năm 1965 đến năm 1975, đã có gần 30.000 thanh niên các dân tộc tỉnh Cao Bằng hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia ở khắp các chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khi non sông thu về một dải, hòa bình lập lại, những người lính anh dũng năm xưa may mắn sống sót trở về, nhưng họ đâu biết rằng thứ chất độc chết người kia đã âm thầm ăn sâu vào máu, ngày đêm tàn phá những hình hài bé nhỏ, để lại nỗi ám ảnh hơn nửa thế kỷ, và đau đớn thay, nó vẫn đang âm ỉ gieo rắc những di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ. Lên đường nhập ngũ cùng bạn bè trang lứa, người thanh niên Vũ Hùng Đoan năm ấy tham gia chiến trường miền Đông Nam Bộ trong suốt gần 10 năm, từ năm 1968 đến năm 1977. Đây cũng là những năm tháng Mỹ giải chất độc hóa học khốc liệt nhất. Hòa bình lập lại, nhưng những di chứng của thứ chất độc hại chết người ấy vẫn theo ông trở về quê hương. Sức khỏe giảm yếu, trí nhớ suy giảm, tay chân mất cảm giác bởi căn bệnh thần kinh ngoại biên quái ác. Mặc dù có đầy đủ giấy tờ công nhận đã tham gia tại chiến trường miền Nam, được tặng thưởng huân chương kháng chiến, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhưng do thiếu bệnh án, đến nay ông Đoan vẫn chưa được công nhận là nạn nhân chất độc da cam. Bác mong là người nào mà ở trong vùng chiến trường da cam ấy, nó có năm, có ngày, có tháng, đơn vị là ở đấy là vùng ấy, là vùng da cam thì phải cho họ hưởng. Cũng có mặt trên nhiều chiến trường bị tàn phá bởi chất độc da cam dioxin trong suốt 8 năm dòng dã, ông Hà Văn Mũ nhớ như in thời khắc thứ chất độc chết người ấy đi vào cơ thể của ông, tàn phá cơ thể của ông trong suốt nhiều năm trời. Đến nay, sau nhiều năm chạy chữa Đông Tây Y, những vết thương lở loét trên cơ thể ông do tiếp xúc trực tiếp với chất độc da cam dioxin vẫn chưa lành. Cùng với đó, các căn bệnh mãn tính như phổi tắc nghẽn, suy tim, thiểu năng tuần hoàn não, co rút gân cơ đã khiến cho ông từ một người khỏe mạnh trở nên ngày một gầy yếu, không còn sức lao động, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, do những căn bệnh ông mắc phải đều không nằm trong danh mục 17 loại bệnh theo thông tư liên tịch số 20 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, nên đến nay, sau nhiều lần kiến nghị, gửi hồ sơ, ông vẫn chưa được công nhận là nạn nhân chất độc da cam, dioxin để được hưởng các chế độ chính sách dành cho đối tượng tận khổ này. Chỉ riêng trên địa bàn thành phố Cao Bằng có 1.468 người tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Nhiều người trong số đó làm hồ sơ để công nhận nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên đến nay mới có 164 người được xét duyệt hưởng chế độ. Trong đó có 129 người trực tiếp tham gia chiến đấu và 35 con em bị di truyền chất độc da cam dioxin. Số còn lại vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là không nằm trong danh mục bệnh, gặp khó khăn trong việc chứng nhận y khoa nên đến nay nhiều hồ sơ vẫn nằm bàn giấy mà chưa được giải quyết. Đối với trường hợp tồn tại trên gần 500 hội viên nạn nhân chất độc da cam cũng đã từng tham gia ở chiến trường ở các nơi quân đội Mỹ xả chất độc hóa học, nhưng mà hiện nay toàn thành phố cũng chỉ được 164 được hưởng chế độ ưu đãi chính sách nhà nước. Đấy. Thế thì cái vấn đề này so tỷ lệ như quá thấp, hội cũng sẽ tiếp tục cố gắng tham mưu cho chính quyền, các cấp ủy đảng, nhà nước, cán bộ chính sách về phụ trách công tác chính sách đối với nạn nhân, về làm thế này đề nghị Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh xem xét lại 17 loại bệnh, chỉnh sửa cho nó phù hợp thực tế. Bởi vì bây giờ bệnh của các đồng chí tham gia chiến trường nằm trong rải chất độc hóa da cam ấy, bây giờ đang bục phát ra. Thì đề nghị chỉnh sửa lại cho nó giải quyết đỡ để các bác này thiệt thòi. Tuổi các bác bây giờ trên 70, ít nhất là 70 tuổi. Trên 70 rất là chiếm hết, hầu hết là trên 70. Cho nên cuộc sống cũng không được lâu dài mấy. Qua trao đổi, những người đã từng tham gia kháng chiến ở vùng Mỹ giải chất độc hóa học cho rằng danh mục 10 bệnh tật theo quy định hiện nay là đúng nhưng chưa đủ. Danh mục này cần phải được mở rộng hơn nữa, nếu không sẽ có rất nhiều đối tượng bị nhiễm chất độc da cam phải chịu thiệt thòi. Điều đáng nói, bản thân những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn tới mắc những chứng bệnh về phổi, gan, thanh quản, tiền liệt tuyến mà chưa chuyển biến thành giai đoạn ung thư, cũng không được căn cứ để xét duyệt chế độ ưu đãi. Các hội viên nạn nhân chất độc da cam tỉnh Cao Bằng hiện nay là vướng mắc nhất là thứ nhất là về hồ sơ liên quan chứng minh đến thời gian tham gia hoạt động kháng chiến và chiến đấu ở chiến trường miền Nam và chiến trường BCK ấy. Mà nhất là ở những cái vùng mà quân đội Mỹ giải chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam. Thế thì sau nhiều năm rồi là chiến tranh biên giới nữa, hiện nay là các đối tượng hầu như là không còn giấy tờ để làm giải quyết thực hiện cái chế độ đối với các đối tượng. Vấn đề thứ hai là các cái danh mục bệnh mà trong 17 loại bệnh quy định của Liên Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì hiện nay là cũng nên là bổ sung thêm, bởi vì nhiều trường hợp là bị có thể là do chất độc hóa học, thế nhưng mà không được nằm trong cái 17 loại bệnh đó và không được giải quyết. Đấy, cũng gây cái thiệt thòi và thắc mắc cho các cái đối tượng. Cái vấn đề thứ ba là cũng kiến nghị với nhà nước rồi là các bộ ngành trung ương là xem xét giải quyết các cái đối tượng là cháu là chắt, tức là cái thế hệ thứ ba, thứ tư hiện nay ở tỉnh ấy, là cũng bị ảnh hưởng do di chứng của người cha. Đấy, mà hiện nay là cũng không được hưởng và chưa được hưởng. Chiến tranh đi qua đã gần 50 năm, đồng nghĩa với việc những người lính anh dũng may mắn sống sót trở về năm nào đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhiều người đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y như ung thư, tâm thần, vô sinh, dị dạng, dị tật. Do sức khỏe suy giảm, không có khả năng lao động nên hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình nghèo và khó khăn. Bởi vậy, chế độ trợ cấp của nhà nước đối với họ đều rất quý, góp phần xoa dịu nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân tuổi cao, sức khỏe yếu vẫn phải thấp thỏm mong chờ những thay đổi về căn cứ chính sách xét duyệt. Đối với những các đối tượng mà đủ hồ sơ thì cũng rất là thuận lợi. Đấy, ngành lao động thương binh xã hội là cũng tổ chức thực hiện nên là cũng rất là kịp thời cho các đối tượng. Đấy, vấn đề thứ hai là cũng sẽ có một số trường hợp là sẽ chậm. Đấy, ở cái chỗ là không đủ yếu tố về các cái hồ sơ. Đấy, ví dụ như là các cái giấy tờ mà chứng minh nguồn gốc và liên quan đến hoạt động ở chiến trường ấy, thì các cái đối tượng là phải liên hệ đến đơn vị cũ đấy, ở chiến trường để chứng minh là để lấy lại cái hồ sơ gốc hay là chứng minh, cho nên là cũng sẽ tương đối là vất vả cho các cái đối tượng. Đấy, cái thứ ba nữa là các cái đối tượng hiện nay là hầu hết là cũng sấp xỉ 70 hết rồi, cao tuổi quá rồi. Thế nên không đi được, nhiều người là có bị nằm trong các cái danh mục bệnh nhưng mà không đủ điều kiện, không đủ sức khỏe để mà đi thực hiện các cái chế độ. Thực hiện chế độ chính sách cho những nạn nhân của chất độc da cam dioxin là việc làm không thể chậm trễ, bởi họ đã là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong số những người đau khổ. Công tác xét công nhận hưởng chế độ cho các đối tượng nạn nhân da cam cần có sự phối hợp đồng bộ trong tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nhằm giảm bớt thủ tục, có cách làm vừa linh hoạt vừa chặt chẽ trong quá trình xác nhận, thẩm định, nhưng không chậm trễ để những đối tượng nạn nhân da cam dioxin được thụ hưởng chính sách xứng đáng với công lao của họ trong thời gian tham gia kháng chiến. Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng triệu thanh niên lên đường nhập ngũ, hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập dân tộc. Nhiều người trở về mà không biết đã mang trong mình chất độc da cam dioxin do Mỹ rải xuống chiến trường Việt Nam trong suốt 10 năm. Nhưng đáng buồn là do có nhiều bất cập trong chế độ chính sách, vẫn còn đó hàng trăm nghìn nạn nhân da cam, những người có công với đất nước chưa được công nhận. Sau 60 năm, vẫn còn đó những nỗi đau mang tên da cam chưa thể nguôi ngoai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau thì còn đó, như những gì chúng tôi đã đề cập trong chương trình này. Và tất cả những ý kiến, kiến nghị của những người trong cuộc, chính họ, con cháu họ là những người đang phải gánh chịu nỗi đau đó. Họ mong sớm chỉnh sửa quy định về chế độ hỗ trợ đối với những người bị ảnh hưởng do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam để phù hợp với tình hình thực tế. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Cơ quan Dân cử và Cử tri xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.